Quận nhắc lại là với quan điểm cá nhân này, bởi vì có thể là không 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 mọi người sẽ không chia sẻ với tôi, đấy là với tôi ấy, cái sự mà cái sự thấu cảm mà chúng ta là những người Việt Nam ấy cần phải 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 cần phải hiểu hoặc là cần phải tìm đến ấy, thực ra là sự thấu cảm với chính bản thân của mình. Vì tôi nghĩ là trước khi mà mình thấu cảm với người khác ấy, thì mình sẽ cần phải thấu cảm với bản thân của mình đã. Vì vì thực ra tất cả các thế hệ của chúng ta, nếu mà cứ tính từ những thế hệ gần thôi, đã 70, 80, 7X, 8X, 9X, có thể các bạn 2000 hoặc là cuối 9X bây giờ thì có thể khác hơn một chút. Nhưng mà cái thế hệ của chúng ta là những cái thế hệ mà sống cho ông bà, sống cho bố mẹ, làm cái này làm cái kia, chúng ta đều phải nhìn trước ngó sau. Rồi chúng ta thực ra chúng ta chưa bao giờ hiểu chúng ta chưa bao giờ, thực ra là nó một câu rất là sến, là chúng ta chưa bao giờ cảm được chúng ta, và chúng ta chưa bao giờ thực sự thấu cảm với chúng ta còn chưa yêu được mình cơ, chưa đừng nói là chúng ta có thể yêu được người khác. Nó có quá nhiều thứ từ xã hội, từ gia đình, từ ngay cả chính bản thân mình tự đặt cho mình những cái kỳ vọng này kia, nó khiến cho chúng ta bị chai chai sạn đi ở với chính mình thôi đã. Chính vì vậy nó mới sinh ra cái việc chúng ta không có thấu cảm với người khác. Vậy thì cái mà chúng ta, tôi nghĩ là cái mà chúng ta cần ấy, đó là chúng ta phải đi phải phải tự, không phải là đặt mình vào tình huống của người khác hoặc là đi guốc vào trong bụng của người khác, mà chỉ thực sự là bây giờ tĩnh lại và quay ngược trở lại ở bên trong để thực sự tìm hiểu xem mình muốn cái gì, mình là như thế nào, mình thực sự là mình là ai. Như cái câu hỏi đó thì là nó cực kỳ là kiểu được cả đời có thể trả lời câu hỏi đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần thực sự phải dành thời gian để đi ngược lại ở bên trong mình, để tìm hiểu những cái mình là như thế nào ạ. Để rồi khi mà chúng ta biết, cứ như là thể chúng ta ích kỷ ấy, và chúng ta hơi sống vị kỷ, nhưng mà khi mà chúng ta biết yêu bản thân mình rồi ấy, thì chúng ta mới biết yêu người khác chứ. Mình biết cơn đói là cái gì, mình biết cái sự tức giận là gì, cái sự gọi là gì nhỉ, ti tiện là gì. Mình là như thế mà, nhưng mình phải tự đối diện với mình ấy, hoặc mình cảm thấy là cái sự theo kiểu là bất kỳ là một cái gì có thể là tích cực hoặc tiêu cực, mình cảm nhận thực sự cái điều đó rồi thì mình mới cảm được người ta chứ. Còn nếu như mình chưa bao giờ mình che mình, tức là mình sống như thể là mình hướng ra bên ngoài và mình tốt với cả những người bên ngoài trong khi mình không hiểu gì về mình, thì mình không bao, cái sự thấu cảm đó với tôi nó là một cái hình thức, và nó giống như là mình gọi là, với tôi nó là một dạng đạo đức giả. Vậy thì tôi đồng ý với cả anh Giang ở cái việc là chúng ta sống cần phải có cái sự chia sẻ, cần phải có cái sự thấu cảm, cần phải phát huy, tức là cần phải nuôi dưỡng được cái lòng trắc ẩn. Nhưng mà trước tiên là phải đối xử như thế một cách trung thực với cả bản thân mình đã, trước khi mà phóng chiếu ra ngoài xã hội. Bởi vì như thế thì nó mới tạo ra được một cái nền tảng nó bền vững. Còn nếu không, nó sẽ chỉ là những cái tức là những cái thứ mà thể hiện với nhau thôi và giả tạo với nhau thôi.